Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình và các bạn cùng đi đến cái xã Nhân Hai nha. Muốn đi đến xã Nhân Hai á thì chúng ta phải đi qua một cái con đường nó dài, nó vắng vẻ như thế này. Và mình đi buổi tối nữa, nhìn cái khung cảnh nó khá là tối mà nó cũng khá là điều hưu. Rồi đây là cái xã Nhân Hai này các bạn. Khi đến đây thì mình khá là bất ngờ luôn đó các bạn. Bởi vì lúc nãy mình đi qua một con đường quen, một cái khu vực không có một nhà dân nào hết. Nhưng tới đây thì mình thấy cái khung cảnh, cái không khí nó rất là nhộn nhịp. Nhộn nhịp chen kiếm như thành phố hết đó các bạn. Mục đích của mình đi đến đây để ăn hải sản, nhưng mà ngày hôm nay là cái ngày mùng 1 Tết cho nên người ta không có bán hải sản. Rồi bây giờ mình chọn đại một cái quán hủ tiếu để chúng ta cùng ăn hủ tiếu nha. Oh,
Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.